Hello xin chào tất cả anh em. À, trước mặt các bác và anh em đây là những cái mẫu vang cơ và những cái mẫu vang số chip xử lý đời rất là cao, mới nhất năm 2024 thì ngày hôm nay tiếp tục bên em lại à, giới thiệu với tất cả các bác về những mẫu vang cơ, vang cơ lai số và những mẫu vang số gần như là chống hú tuyệt đối luôn em nhé Thì à, ở đây em đang có mẫu vang cơ FX500 này, à, vang cơ lai số T10 Flute vang số D5 do chim bát sản xuất, vang số L9 cũng đến từ thương hiệu LX Acoustic. Ngoài ra thì còn có hai mẫu vang do ZBL jbl anh em nhé sản xuất đó là mẫu kx 180 và kx 180A. ở bên dưới này có một mẫu vang số giá khá là rẻ của bên em đó là con vang số lx 8, cái mẫu vang này trong cái tầm giá là khá là bình dân. Đấy, và cho ra một chất âm rất là hay thì ok ngày hôm nay thì uh, em sẽ giới thiệu với tất cả các bác chi tiết uh, về uh, từng cái mẫu vang một để làm sao cho anh em chơi ở trong gia đình phù hợp. Thứ nhất là phù hợp với không gian, thứ hai phù hợp với giá tiền. Ok chưa ạ? Dạ. Thì uh, ở bên trên này là một con vang đấy. Em đặt bên trên là một con vang cơ FX500 anh em nhé Đấy, một trong cái dòng vang này thì nó thuộc hệ dòng vang giá rẻ của bên em cũng có rất là nhiều các chức năng như FBX này chống hú này ok chưa chúng ta có thể chỉnh delay repeat này revert này chỉnh độc lập ở trên con vang này ok chưa à, chỉnh eco tổng mic tổng và music tổng à, các chế độ chuyển nhạc như có USB cổng quang bluetooth USB à, rất là nhiều các chế độ chuyển nhạc vào đằng sau thì có hai cổng mic và à, mặt trước này thì cũng có hai cổng mic để chúng ta kết nối mic ok chưa tiếp đến à, tiếp đến là có một cái cái khiển em nhé để cho chúng ta chỉnh âm lượng to nhỏ của phần nhạc và phần mic và trong cái tầm giá chỉ có 1 triệu 500 nghìn đồng thôi không những thế còn bao ship và tặng dây rác đầy đủ cho tất cả các bác ok chưa anh em mà muốn hàng cao hơn thì chúng ta có thể chuyển sang con vang T10 Flute đây là cái dòng vang số cơ lai số em nhé, dòng vang cơ lai số rất là hay. con này thì nó cũng có khiển này, đó, có khiển này chọn, đó, chọn các chế độ này VOD này, đấy, DVD, đấy, BGM đủ các kiểu luôn. Đấy, có cổng quang, bluetooth, usb. Đấy, đây là cái dòng vang vang cơ lai số chống hú. con này chống hú tự động anh em nhé, đấy, chống hú tự động và chúng ta có thể chỉnh delay của từng loa một đấy bình thường đấy như con vang trên này đấy, nó chỉnh delay của cả hai loa đúng không ạ đấy, chỉnh delay chung của hai loa nhưng đấy, riêng con vang cơ lai số t10 phối này nó sẽ chỉnh delay của từng loa trái và loa phải đấy, à, rất là hay và chỉnh repeat revert, chỉnh độc lập ok chưa ạ bass chung chép của phần effect chỉnh được cả eq luôn đấy và chỉnh phần bát trung chắc của mic của nhạc đấy. riêng cái dòng vang t10 volt này đằng sau nó có hai cổng để cho anh em cắm súp đó đấy là một cái lợi thế cho tất cả các bác khi chúng ta sử dụng một cặp súp anh em nhé thì anh em cắm luôn ở hai dây từ hai cổng súp của con vang xuống đẩy là xong thôi đấy thì uh, riêng cái dòng vang t10 này uh, bên em đang bán với giá là 2 triệu bốn trăm nghìn đồng uh, 2 triệu 400 nghìn đồng Một mẫu vang rất là hay Chuyển sang cái dòng vang số Thì uh, thì uh, em có cái mẫu vang số D5 con này uh, made in PRC anh em nhé do cũng là một công ty của Chipat đấy thì uh, cái mẫu vang số D5 này thì thường thì bên em hay setup cho anh em là lên tới là bốn chế độ bốn chế độ karaoke Đó. một trong cái dòng vang mặt nó nhìn nó rất là xa đúng các anh em mà nhìn bề ngoài Đó. đây là cũng là cái dòng vang Đó. đời anh em của cái dòng vang siso anh em nhé ok chưa đấy con này thì uh, tiếng Echo và tiếng Reverb của nó rất là hay, rất là mượt, Đấy, rất là hay anh em nhé bác nào mà đã sử dụng những cái dòng vang SISO thì anh có thể biết Đấy, cái phần mềm của nó cũng rất là dễ chỉnh thôi. À, phần mềm rất là dễ chỉnh và đặc biệt là cái tiếng nhạc để cho chúng ta chỉnh cũng rất là hay. Cắt EQ nó rất là đơn giản hoặc là uh, cắt cái phần EQ của cái phần súp này Đấy, thì rất là ok anh em nhé có những cái mốt chúng ta có thể gọi từng mốt một ở trên cái cái khiển này à, đây nó có từ m1 cho đến đấy, m4 m6 m5 m6 này thì nhưng trên con vang này nó chỉ có từ m1 cho đến m4 thôi anh em nhé đấy thì cái sản phẩm vang số D5 hiện tại đang bán với giá là 4 triệu 200 nghìn đồng đấy. tiếp đến là một cái dòng vang đến từ thương hiệu lớn Acoustic con này thì nó cũng có khá là nhiều các chức năng có cả bluetooth này anh em thấy không À, Bluetooth USB cổng Quang à, đằng sau hai cổng mic mặt trước hai cổng mic con này thì à, chúng ta có thể chỉnh được hai đường mic riêng biệt được hai à, cổng mic một mic chúng ta thể làm Eco một mic chúng ta thể làm reverb Hoặc à, hoặc là anh em có thể chỉnh à, căn chỉnh bằng tay được nhé không cần phải can thiệp vào vào phần mềm máy tính à, rất là dễ thôi bằng cách nhấn nút menu này chúng ta sẽ chuyển sang cái phần main Đấy à, rồi là vào phần cài đặt anh em sẽ chỉnh được cái phần EQ của nhạc của mic Đó, rất là hay à, Trong cái tầm giá là 4 triệu 500 nghìn đồng Chúng ta có ngay một con vang số L9 Đấy, dòng vang này thì bên em đã bán khá là nhiều rồi Tiếp đến cái dòng vang à, rất là chuyên nghiệp Đó là vang JBL cái 180 Đây là cái dòng vang em setup cho anh em lên tới là 7 chế độ karaoke à, Trong đó còn có 3 chế độ karaoke của nhà sản xuất nữa Vang này thì Khỏi phải suy nghĩ. À, bán rất là nhiều. và có rất là nhiều anh em dùng rồi. Không cần phải quảng cáo nhiều nhé. Sản phẩm này hiện tại thì bên em đang bán với giá rất là tốt cho tất cả các bác là 6 triệu đồng. À, setup 7 chế độ karaoke. À, ok chưa ạ? Và ở dưới thì là một trong các dòng vang cũng đến từ thương hiệu à, KX180A. À, đến từ thương hiệu JBL. À, con này thì à, sử dụng sử dụng chung phần mềm với... Với con vang cách 180 nha anh em nhé Ok chưa Cách 180A thì bên em đang bán với giá là 6 triệu 700 nghìn đồng Đó, Setup đầy đủ các mode để về chúng ta karaoke hoặc là anh em làm sự kiện Đó, Đều ok Hàng này thì quá là tuyệt vời rồi Đẹp, nói chung là hai cái mẫu vang số Đó, Từ thương hiệu JBL này thì nó cho ra một chất âm rất là hay kể cả anh em chưa cần căn chỉnh gì nhé chưa cần can thiệp vào cái cái phần mềm của nó vào EQ đấy, của phần mic nhưng mà đã cho ra một chất âm rất là hay rồi về cơ bản là con vang này ấy, nó đã hay rồi anh em nhé vì chip xử lý của nó rất là cao ok chưa đó bo mạch ấy, của nó thì rất là là, là cao cấp đấy. thì ở dưới cuối cùng là một con vang số LX8 à, cái mẫu vang số LX8 này thì là cái dòng vang số rẻ nhất của bên em đang có giá là 3 triệu 300 nghìn đồng Setup set up 7 chế độ karaoke à, con này thì cũng có các chế độ bờ đã tút cổng quang AOX 1 Aux 2 à, ok chưa à, dòng vang này thì em đã bán rất là nhiều rồi LX8 à, giá rất là tốt chỉ có là chỉ có giá là 3 triệu 300 nghìn đồng thì ngày hôm nay em có lên một cái video nhanh về những cái mẫu vang cơ, vang số và vang cơ lai số để cho anh em chơi trong cái dịp cuối năm này bác nào mà quan tâm thì liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại bên dưới Ok, ngoài những mẫu vang cơ, vang số này ra, bên em còn có rất là nhiều những mẫu khác Như là lọc xì lâng tiếng này, đẩy, đủ các kiểu luôn anh em nhé Thì anh em quan tâm đến mặt hàng nào liên hệ trực tiếp với bên em